Rồi chào anh chị ha, để đáp ứng nhu cầu của anh chị hôm bữa giờ cứ hỏi em xe rim dọn mới này nọ. Thì cái chiếc trước em đã bán rồi, hôm nay mình mới vừa tìm được một em. Giá cả nó lại hợp lý hơn cái xe hôm bữa nữa nha. Xe này đặc biệt nha, dọn mới nhưng mà biển số thành phố 569 chủ ha anh chị ha. Mà giá rất là sinh viên luôn, giá rất 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 là dễ mua ha. Rồi anh chị đón chờ coi hết cái clip, gần hết cái clip em sẽ báo giá ha. Rồi cảm ơn anh chị ha. Thì hôm nay cái xe này là cái xe phụ huynh nhưng mà giá học sinh ha. Xe này là rim Thái đời 96 tem lửa, được dọn mới hoàn toàn từ trong ra ngoài ha. Đó, đồ zin theo xe còn giữ lại được rất là nhiều. Rồi bây giờ mình vô chi tiết ha, từng phần ha. Giữ lại được cặp cầm hai bên HLB nè, cầm của rim Thái nè, đồng hồ zin nè, đồng hồ zin theo xe nè. Cái chìa khóa này em không biết là zin theo xe hay là chìa khóa hàng mới, nhưng mà em thấy có mã số trên chìa khóa ha. Đó, có mã số trên chìa khóa ha. Mà nhìn nhìn cái xe này á, là anh chị biết là có cái thùng ở giữa, là anh chị biết là những cái xe của những ông chú lớn tuổi nè, họ dọn để mà họ đi lại chứ không phải là dọn để bán nè. Đó, thường thường em mua xe là mua xe của những cái người mà lớn tuổi, người ta chán người ta cần bán, mua của người chán thì bán cho người cần ha, chứ mình không có kiểu mà mua xe nát về để mình dọn lại sơn sửa lại, tại vì mua những cái xe đó về á, mình làm lại tốn kém rất nhiều chi phí, rồi bán lại không có lời nữa. Rồi xe này được chủ trước dọn lại toàn bộ đồ đồ new hết ha, được dọn mới ha. Nè, đèn này là đèn zin của Kim Thái luôn ha, đèn zin mã số ngay đây nè, Starlight ha, Starlight nè, xi nhan zin luôn, logo quả đào mặt nạ nè. Xuống dưới đây ha, ốc tán cầm niền mới tinh, nước sơn này là không tì vết nha anh chị nha, nước sơn này đẹp long lanh không tì vết nha. Rồi qua tới phần dưới đây ha, xe này đang đi capo là capo 2543 hàng new của Thái, capo 2543. Thì hiện tại capo này giá thị trường hôm nay là cũng khoảng tầm khoảng luôn luôn bát này nọ là khoảng 1 triệu 3 tới 1 triệu rưỡi ha. Đó, nước sơn zin à, em lộn, xin lỗi anh chị, xe nước sơn lại, xe nước sơn còn cực kỳ đẹp, nước sơn còn cực kỳ đẹp. Đó, à quên, quay tới phần bên đây luôn đi. Đầu lòng mình sẵn con zin của Kim Thái luôn ha anh chị ha, đầu lòng ET nè, mình sẵn con zin luôn nè. Đó, mình sẵn con zin theo xe luôn ha, xe này ngọt mới vừa rửa xong ha. Rồi rồi mình quay cái biển số cho anh chị coi luôn nè. Xe này là biển năm số thành phố ha, cà vạt vàng ha, gà mặt vàng nha anh chị, chính chủ nha, chính chủ nha, Ngọt đang đứng ủy quyền nha. Bây giờ anh chị mua thì em ký qua anh chị thôi, ký mua bán qua anh chị thôi nha, xe chính chủ cho nên anh chị khỏi phải lo những cái phần mà pháp lý giấy tờ này kia, em bao hết ha, xe chính chủ là không cần phải lo những vấn đề đó, cho nên không cần phải nói nhiều. Rồi qua tới phần bên đây nè, phục này là phục zin của Kim Thái luôn ha. Đó, cần số Kim Thái luôn nha anh chị. Xe là được dọn mới, ốc tán này nọ là còn mới tinh hết. Đó, phụ này phục zin luôn ha, phục sau zin luôn nè. Rồi giờ mình sẽ nổ máy ha.
nghe tiếng máy nè. Đầu tiên là mở công tắc, báo mo lên ha, thử xi nhan nè, xi nhan hai bên lên luôn nha anh chị, càng nè, càng lên luôn nha. Rồi ok, lát hồi mình thử đèn ha. Giờ mình nhấn đề mình nổ máy ra, mình không cần lên ga coi nổ không. Rồi nổ rồi đó, tức nghĩa là một cái xe mà nó phải chuẩn về mặt xăng lửa, cam cò số bắp, mà khi mà mọi người nhấn nút đề mà không cần lên ga thì nó sẽ nổ ha. Thợ thầy canh phải chuẩn thì nó mới được vậy nha anh chị nha. Rồi giờ mình quay xuống mình nghe cái tiếng bo ha. Đó anh chị nghe cái tiếng bo, cái tiếng bo là găng ti là thì thầm từng tiếng luôn á. Và nghe nghe tiếp lại nè. Là thì thầm từng tiếng luôn á. Qua bên đây mình kê cái mic sát cục máy luôn ha. Máy em ru nha anh chị nha. Tại vì những cái xe của những ông chú á, lớn tuổi đi á, người ta khó về phần máy lắm, cho nên cái máy nó phải êm. Rồi mình mở thử đèn lên coi lên không ha. Đó, đèn pha này nọ là đèn lên hết nha anh chị nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt máy mình review tiếp ha. Rồi để không làm mất thời gian của anh chị nữa, em xin báo giá luôn ha. Một cái giá cực kỳ hợp lý, dễ thương luôn. Em bao giá mọi người kiếm trên thị trường luôn nha. Ai bán rẻ hơn em cứ qua bên đó mua. Xe em bán là xe Kim Thái 7 số đời 96, chính chủ biển số thành phố. Em bán với giá là 20 triệu ha. Chỉ có 20 triệu thôi nha anh chị. Mình mua rẻ thì mình bán rẻ ha. Chứ ở đây là Ngọt không có mua rẻ mà Ngọt bán mắc hoặc ham lời nhiều ha. Tại vì cái mình cần á, là mình cần những cái lượng xe á, mà mua vô bán ra nhanh, mua nhanh bán nhanh, đó là tiêu chí của mình ha. Rồi mua rẻ thì bán rẻ ha. Xe này với giá là 20 triệu thôi, chỉ có 20 triệu thôi mà đã đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của một chiếc xe rim Thái rồi. Thứ nhất là dọn mới sạch sẽ, thứ hai là máy móc êm, thứ ba là phần giấy tờ pháp lý này nọ chính chủ. Mọi người về là chỉ việc đi thôi, chứ không cần phải làm gì thêm nữa hết. Mua về là mình đi làm, đi cà phê hàng ngày hay là đi về quê đi xa đều ổn định hết ha. Đó, chỉ có 20 triệu thôi. Anh chị nào hôm bữa mua hụt những cái xe mà rim Thái kia của em á, thì cái xe này á, là một cái xe mà sự lựa chọn là nó quá hợp lý cho anh chị luôn. Nhấc cái máy lên alo cho em liền nha, số điện thoại nè 0393399939 nha. Xem xe giao dịch trực tiếp tại quận 10 nha anh chị. Rồi xe này là em đang đứng ủy quyền ha, cho nên muốn ký giờ nào cũng được hết. Đó, xe chính chủ ha, biển số thành phố ha. Nước sơn là đẹp đẽ không tì vết luôn á. Rồi cảm ơn anh chị nha. Anh chị coi á, thì yêu mến em á, đăng ký cái kênh của em đi, để mình về những cái dòng xe khác á, nó rẻ tiền nó hợp lý á, thì mọi người nhấc cái máy lên alo cho em liền cho nó kịp ha. Chứ mà nếu mà không đăng ký kênh mà nhấn cái nút theo dõi em á, để nhận thông báo á, nhiều khi em về những cái dòng xe á, nó như vậy nè, thì anh chị lại mua hụt giống như những chiếc kia nữa, nó rất là uổng ha. Rồi em cảm ơn anh chị nha.